Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia ngày 10 tháng 10, lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Việt Nam Digital Awards 2022 đã được tổ chức. Sau 5 mùa tổ chức, năm nay giải thưởng đạt kỷ lục mới, tiếp cận hơn 3.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tiếp nhận gần 400 hồ sơ. 49 cái tên xứng đáng nhất đã được lựa chọn vinh danh tại lễ trao giải với 5 hạng mục: sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. Trong đó, VNPT Technology đã được vinh danh tại hạng mục sản phẩm giải pháp công nghệ số tiêu biểu với nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ OneDX. Đây là giải pháp hỗ trợ kết nối giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEs tiếp cận với các dịch vụ cloud, lựa chọn sản phẩm phù hợp để thực hiện chuyển đổi số một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Đây cũng là giải pháp hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại như kiến trúc dịch vụ nhỏ, mã hóa dữ liệu, điện toán đám mây, hồ sơ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy và các công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.